chào mọi người. Hôm nay là thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024. Tôi là Yến và cùng ngồi bên cạnh đây là em trai. Là một em trai tên là Thái. Họ đầy đủ là gì? Thưa mọi người, thưa chị Yến là em tên Nguyễn Văn Hải ạ. Nguyễn Văn Hải, chúng tôi còn chưa họ nữa các bạn. Trong hội doanh nhân họ Nguyễn luôn được đấy. Hôm nay hai chị em chúng ta đang ngồi ở quán cà phê là Family Garden ở Phan Văn Trị, Gò Vấp để mà tâm sự, nói chuyện. Đấy, nên cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều thứ bộn bề ở ngoài kia là phải lo toan, phải làm việc đúng không ạ? Cơm áo gạo tiền là điều chắc chắn rồi. Tuy nhiên là chúng ta không thể nào mà thiếu được những người bạn, những người đồng đội để chúng ta ngồi tâm giao và nói chuyện. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi ngược dòng thời gian được rất là nhiều chuyện. Và điều mà lắng đọng lại hôm nay em nhận được điều gì? Thưa tất cả mọi người, thưa chị Yến. Hôm nay thật sự là có một buổi xin được trò chuyện với chị. Thì thật sự là hai chị em không nói gì về công việc nhiều. Và bàn về anh chị em tâm sự về chuyện gia đình và chuyện cuộc sống cá nhân. Là một người em thì Hải nhận được rất là nhiều giá trị từ những lời chia sẻ, những lời tư vấn, những lời chỉ bảo rất có giá trị trong cuộc sống, về cá nhân, về mối quan hệ gia đình, về mối quan hệ trong công việc, về mối quan hệ về đời, về đạo. Nhận được rất nhiều cái giá trị mà có thể là mình có thể nói chung chung, không thể thì thời gian nó có hạn, mình không nói được nhiều ạ. À, đúng rồi các bạn. Cuộc sống thì đời đạo và lợi tư, đó là ba điều mà chúng ta luôn hướng tới, chúng ta không thể lệch được. Đó là giống như là tiền ba chân vậy đấy. Đời thì là những cái gì, đạo là những cái gì, thì ai cũng có đạo đúng không ạ? Đạo, nhưng mà đạo quan trọng nhất là đạo là gì? Đạo là người. Dạ vâng. Còn đời nghĩa là đời sống hàng ngày, chúng ta lo toan rất nhiều thứ. Rồi lợi tư, nếu chúng ta lợi tư có nghĩa là chúng ta vẫn phải đi kiếm tiền. Nếu mà ai không lo việc kiếm tiền thì chúng ta lấy gì mà tiêu, và làm gì lấy gì để lo cho cuộc sống gia đình, chồng con vợ con, đúng không ạ? Đấy, nên là các bạn, chúc các bạn sẽ thành công cho cả ba cái kiềng, tức là kiềng ba chân của các bạn luôn vững, đó là đời, đạo và lợi tư nhá. Và chúc các bạn luôn luôn có được những người bạn tâm giao tuyệt vời, để trong cuộc sống mỗi khi chúng ta cần đến thì chúng ta lại sẽ có người là nhắn tin một cái, hẹn một cái này là người ta gặp mình luôn. Dạ vâng. Phải không em? Thưa quý anh chị, nếu như đâu đó các anh chị có thể thấy được hai chị em chúng tôi ở đây và có những điều gì băn khoăn trăn trở về công việc, về gia đình hay về tất cả các mối quan hệ, thì hãy nhắn tin cho chúng tôi. Biết đâu đó có những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà chúng tôi đã may mắn được trải qua trước, thì có thể chia sẻ lại với tất cả quý vị. Rất là tuyệt vời các bạn ha. Và ở đây là cái view cảnh rất là đẹp các bạn này. Đó, đằng sau chúng tôi này là những cái chỗ view mà ngồi nói chuyện rồi nó còn phải đẹp thế này nữa đấy. Đấy, mọi người thấy không? Rồi, xong rồi đi rồi còn có quà tặng nhau nữa này. Rất là thú vị ha. Rồi, thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Và các bạn hãy đừng quên để lại thông tin và đừng quên subscribe kênh, cũng là chia sẻ video để chúng ta có thêm được nhiều cái ý tưởng về cuộc sống. Mà ở đâu đó trong video này hai chị em chúng tôi có để lại những cái chia sẻ dành cho các bạn nhé. Đừng quên subscribe kênh và đừng quên inbox nếu mà cần chúng tôi tư vấn hỗ trợ, hoặc là kết bạn với chúng tôi cũng được mà, đúng không ạ? Vâng. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào. Chào.